bây giờ các bạn có thấy EQ con EQ nó ngu kiểu vậy đấy, ngu là vậy. Gặp deck mình mà ăn được nó là chết mẹ nó rồi. Con EQ đó. Rồi vào rồi, vào rồi. Úi giời, đêm nay là thâu đêm luôn đấy. Ngày mai chúng ta ui Pomfire. Chúng ta sẽ có mưa bão đạn ở đây. Nova Pomfire. Mưa bom bão đạn. Gaster rồi, thằng này là chơi Nick Balloon. Là bạn Balloon, thấy không? Nova ta, Nova Balloon Pompire, chúng ta sẽ đánh mưa bom bão đạn ở đây. Nova Pompire. Win Pekka, không, từ từ xong rồi, Pekka Balloon à. Miner Balloon, nguy hiểm lắm. Rồi xong rồi, Zion này chết rồi. Không thể ra Zion được rồi. Không ra Zion rồi, ra Mega với lại Gas Cycle rồi. Cẩn thận, nó sẽ ra cái Balloon. Nó sẽ ra Balloon đấy. Ôi con ấy whip rồi. Poison không? Poison ấy whip rồi, đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Poison con IC chắc chứ không? Nhảy đi em. Poison không chết thì như không chết con ấy whip. À, chết rồi, chết rồi. Đúng rồi, Vampire là người kiểu thánh. Những cái nick nó dị, những ít người chơi lắm. Vampire hôm nay ít người nhỉ? Farm ít lắm. Mọi người là farm mấy trăm người, đấy Balloon mà. Tornado, kéo Tornado. Rồi rồi, kéo Tornado vào trụ, kéo Balloon vào trụ, kéo Balloon vào trụ, kéo Balloon vào trụ, kéo Balloon vào trụ. Rồi rồi, đẹp trai rồi, đẹp trai rồi. Chưa có con mình. Rồi bây giờ công nghiệp nhát, họ sẽ ra Pekka. Họ sẽ ra Pekka thủ. Họ sẽ ra Pekka thủ, mình sẽ ra nghiệp nháp. Arrow à, Arrow thì sấp mặt rồi con. Chưa chết con đấy, chưa chết con Pekka, chưa chết con đấy. Một cái giáp. Một cái giáp à, mày giáp đau à. Mày giáp tao à. Nó vẫn được một phát mà nó không bao giờ bị mất luôn, tại vì nó chỉ thả khi mà cái vị trí ngay ở ngay cầu ấy, ở lệch cầu một chút đấy, về phía bên giữa cầu ấy thì mấy không bị, chứ còn nó cứ thả mép chắc chắn là bị. Rồi Miner sẽ đập về. Pekka như này là kéo không được rồi. Yep nhá. Rồi Pekka chém Zion tanh đi sau chọc chết. Rồi có giáp cho giáp cho gas, có giáp cho gas, không cần rồi. Rồi tiếp tục. Ôi. Tornado rồi lấy thì thú mà có Mega, giữ lại Mega rồi, giữ lại Mega cho Balloon. Giữ lại Mega cho Balloon, Miner sẽ móc lốp cái sả xương. Đúng rồi, chặt ngay đầu. Bây giờ là thủ lên đất đi nào đây. Thủ lên đất đi nào đây, yep nhá đâu. Không, Mechtali là ở trên, không phải ở dưới đâu. Tại vì là Mechka nó xoay ở trên. Ê, whip à, vào đây nhỉ. Chết mẹ mày rồi. Đẹp trai rồi, đẹp trai rồi. Mechtali ở trên chứ không phải ở dưới đâu. Không phải là cứ Mechka là nằm lại ở trên của Zion đâu. Trận này whip mà, trận này nếu mà đánh không lỗi là whip. Hiện tại mình thấy là nó chưa có lỗi. Nó sẽ đặt trong vừa Miner và Balloon bên kia. Nguy hiểm, đập gờ Miner và Balloon bên kia, nguy hiểm. Ôi, Miner sẽ mà ớt Balloon. Nó đi Balloon là hút game rồi. Hút game rồi, Arrow rồi, hút game rồi. Chắc chắn là như vậy. Rồi vào Pomfire, anh ấy đã không còn là chính mình nữa. Pomfire một thời không còn là chính mình. Pomfire này có 2 ác rồi. Lên, có lên này. Không lên rồi. Đêm nay chúng ta sẽ thâu đêm rồi. Thâu đêm với lại Bác Tà Lê cẩy kiệt cầu lắm, cẩy sâu lắm. Nhớ subscribe để nó biết tí. Nhớ subscribe để nó biết tí.